mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Bấy giờ, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi tôi tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 nén, người kia 2 nén, người khác nữa 1 nén, tùy theo khả năng riêng của mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh 5 nén lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán và gây lời được 5 nén khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 nén gây lời được 2 nén khác. Còn người đã lãnh 1 nén thì đi đào lộ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ của các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 nén tiến lại gần, đưa 5 nén khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 nén, tôi đã gây lời được 5 nén khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tốt lành và trung tín. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 nén cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 nén, tôi đã gây lời được 2 nén khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tốt lành và trung tín. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 nén cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu nén bạc của ông dưới đất, của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biến nhát. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi cho các chủ ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy, các ngươi hãy lấy nén bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 nén. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa. Còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quẳng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Suy niệm: ngày mùng 3 Tết, chúng ta cầu nguyện cho công ăn việc làm. Điều đầu tiên mà chúng ta nhận biết qua mặc khải là làm việc không phải là hậu quả của tội nguyên tổ. Ông bà Adam, Eva được đặt vào trong vườn Eden để cày cấy và canh giữ đất đai, tức là gìn giữ và làm phát triển những gì được Chúa ban cho, không làm lụng mới là tội. Đó là tội của anh đầy tớ lười biếng được trao 1 nén bạc trong bài tin mừng. Chính Thánh Phaolô cũng làm lụng vất vả ngay cả trên hành trình truyền giáo. Chính anh em biết rõ những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. Sự làm lụng vất vả ấy đi liền với sự lương thiện. Thánh Phaolô nói với các tín hữu ở Ê-phê-sô: vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai tôi đã chẳng ham. Tuy dù khi phục vụ cho cộng đoàn, Ngài có quyền được hưởng trợ cấp từ các tín hữu, nhưng Ngài không ham hố của ai. Giá trị và ý nghĩa của lao động là thiên thánh, lao động là trở nên giống Thiên Chúa, lao động là tiếp nối công việc tạo dựng của Thiên Chúa, lao động là làm nên tương quan với Thiên Chúa và tha nhân, lao động là niềm vui và hạnh phúc của mỗi chúng ta. Hôm nay, nói đến việc làm ăn, chúng ta phải cầu xin cho biết làm ăn lương thiện. Đây cũng là một thách thức rất lớn đối với các Kitô hữu ngày nay. Sự lương thiện còn đi với lòng nhân. Thánh Phaolô nói, Chúa Giêsu dạy, cho thì có phúc hơn là nhận.